Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh Vật Cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Hôm nay thì lúc nãy là em Tài có lên video 5 con rồi. Và bây giờ thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 5 con nữa nhé. Là tổng ngày hôm nay là em Tài lên tới 10 con các bác ạ. 5 con này thì cực kỳ tốt chất luôn. Và chim thì con trống á, thì đã hót mũ rất trí là mạnh, rất trí rất tốt luôn rồi nhé. Và có một em khứu mãi thì phải nói là siêu dâm luôn các bác ạ. Bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khứu bạc mã mãi mang mã số 3124. Con này thì phải nói là siêu dâm luôn các bác ạ. Chim mãi mà cái tượng tạ rất là đẹp nhé. So với chim mãi thì con này tượng tạ phải nói là cực kỳ to đẹp luôn rồi đấy. Bác nào bắt con này về kích trọng hay là về thả AV thì cũng sẽ rất là tuyệt vời luôn. Tại vì một chú chim mãi siêu dâm, con này mà lúc tách ra treo một mình thì em nó sẽ gió rất là tốt. Và nếu như các bác ke chim trọng vào thì cái thái độ sẽ lên đuôi lên đít, bản đuôi xòe, hai tách mã trắng phong to, nhìn phải nói là cực kỳ dâm luôn đấy các bác ạ. Chim thì không có tật lỗi gì hết đâu nhé. Bác nào bắt con này về kích trọng hay về thả AV đều tốt hết. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 700 ngàn nhé. 700 ngàn chơi cho tất cả các bác về chơi nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim khứu mãi phải nói là siêu dâm luôn đấy. Cho nên bác nào nhanh tay thì sẽ còn nhé. Tiếp theo là một em khứu bạc mã trọng mang mã số 3125. Con này thì các bác nhìn thấy sao ạ? Chim hót mũ rất tốt, đạo dòng liên tục rất là hay luôn nhé. Cái video này là em Tài ke mãi đấy các bác ạ. Ke mãi vô em nó súng thôi rồi luôn. Súng nhảy tới nhảy lui, đòi chiện con mãi luôn đấy các bác ạ. Chim thì đang thay lông đuôi và đang bắt đầu nhụ ra lại, cho nên các bác bắt về chăm thêm cái lông giúp em Tài nhé. Mình chỉ cần nuôi thêm vài chục ngày thôi là cái lông lá của nó sẽ từ ra lại thôi các bác ạ. Con này thì có hai tách mã trắng to bự, nhìn tượng tạ cao cầu rất là trường chim luôn nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết các bác ạ. Bác nào bắt con này về chăm lông chăm lửa thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1.600.000 thôi, để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào bắt con này về chơi thì sẽ không có chê được đâu. Chỉ cần các bác nhìn cái video và nghe cái chất giọng của em nó thì các bác cũng sẽ biết thôi. Em Tài cũng không cần phải giới thiệu gì thêm nữa nhé. Được cái con này thì hót rất chí là mau mỏ, hót mũ rất chí là mạnh luôn đấy. Cho nên bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mất nhé. Tại vì cái phí như vậy thì rất chí là ok rồi. Con này là mã số 3125. Cái phí hiện tại của em nó là 1.600.000 nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này kè chim mãi vô nó súng thối rồi luôn đấy. Bác nào bắt thì liên hệ em Tài nhé. Úi xa, kẻo thuộc lào phế quá các bác ạ. Tiếp theo là một em khủ bạc mã mang mã số 3126 nhé. Con này thì nó hót kẹo thuộc lào phải nói là phế tít luôn đấy. Với là căng lên đủ lửa thì sẽ hót mũ cực kỳ mạnh luôn. Chim thì đang thay lông đuôi và đang ra lại được một khúc rồi. Nhưng mà nếu như con này ra đủ cái lông đuôi ấy, thì cái bản đuôi nó sẽ xòe tét đít luôn đấy các bác. Các bác nhìn một chú chim có mấy không ạ? Còn em Tài nhìn con này thì em Tài rất là mê luôn đấy. Một chú chim hót rất là hay, hót kéo thuộc lao dây dài và rất là máu mỏ luôn. Con này mà các bạn bắt về chăm sóng cái lông của em nó thì nó sẽ nhìn rất là đẹp
và sẽ chơi thì càng đẹp hơn nhé. Tại vì sao ạ? Tại vì con này lúc mà sóng lóng thì cái bản đuôi sẽ xòe thật chí là to và mũ thật chí là đẹp cho tất cả các bác đấy. Chim thì có hai tách má trắng thật chí là to bự, quả yểm thì đen đầm và bó tròn xấu, nhìn thật chí là cân đối nhé. Con này thì đầu mát cực kỳ dữ tợn, với nhúng mũi dấu dưới cũng rất chí là rầm rạp luôn đấy các bác ạ. Chỉ cần mình về chám thêm cái lông được thôi. Cái lông lạ thì không có quan trọng đâu. Những bác nào mà chơi chim lâu năm, chơi chim trong nghề lâu năm á, thì sẽ không bao giờ quan trọng cái lông lạ đâu, mà chỉ quan trọng cái tố chất thôi các bác ạ. Cái tố chất của em nó thì sẽ đi theo em nó cả đời nhé. Còn cái lông lạ thì mình về mình chám lại thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ cần mình cần bỏ ra một thời gian rất chính là ngắn là sẽ ok liền, là sẽ có một chú chim cực kỳ tố chất liền nhé. Con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Chim bồ khá tượng cao cầu dài đòn, nhìn rất chí là trường chim luôn đấy. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác phí là 1.800.000 để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì còn, mà chậm tay thì mất nhé. Tại vì cái phí hiện tại của em nó là như vậy thôi. Còn như em này càng chăm thì cái giá trị của em nó càng lớn đấy. Con này mà sóng lông đủ lửa lớn thì cái giá trị của nó sẽ còn cao hơn rất chí là nhiều nhé. Cho nên là bạn nào nhanh tay thì hãy tuyển em này về với đội của mình nhé. Tiếp theo là một em khu bạc mã mang mã số 3127. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi. Chim thì hót mũ đuôi cạnh rất là tốt cho tất cả các bác luôn rồi nhé. Con này hót đảo nhiều dòng hay mau mỏ, có cả dòng kẹo thuốc lao các kiểu cho tất cả các bác luôn. Chim thì đang thay lông nên ở trên người thì còn bị thiếu một số lông và đang thay ra lại nữa là ok hết rồi nhé. Các bác bắt về chăm thêm cái lông giúp em Tài nhé. Con này thì hót mua bản đuôi xòe lạ vã và căng lên đủ lửa thì sẽ có chơi đuôi cạnh rất chí là đẹp cho tất cả các bác nhé. Chim có hai tách mã trắng to, quả yểm đen đầm bó tròn, đầu mặt thì nhìn rất chí là dữ tợn các bác ạ. Ở trên cái mũi của con này thì có bị chây một chút rất chí là ít nhé. Bác nào bắt con này về thì sẽ không có chê được đâu, tại vì con này thì sẽ rất chí là mau mỏ, rất chí là hay, rất chí là nhiều rồng cho tất cả các bác luôn đấy. Bác nào chơi thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này sẽ là một chú chim chơi đuôi cạnh nhé. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1.900.000 để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa gọt lên chơi nhé. Một chú chim phải nói là cực kỳ tố chất luôn. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Bác nào nhanh tay bắt con này thì liên hệ em Tài nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1.900.000, mã số con này là 3127 nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khu bạc mã mang mã số 3128. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 20 ngày rồi các bác ạ. Chim thì họ rất chí là mau mỏ cho tất cả các bác luôn đấy. Con này chỉ cần mình ngồi gần gần thôi là em nó cũng họ chơi bình thường nhé. Bác nào mà ghé nhà thì xem trực tiếp, còn bác nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Con này các bác bắt về chơi thì sẽ không có chế được đâu, tại vì một chú chim hót rất chí là mau mỏ, nhiều rồng. Với cái chất rồng của con này thì phải nói là cực kỳ dạt luôn. Cái rồng rất chí là dạt, hót hay mau mỏ, đảo rồng liên tục, không có bị trùng lẹp rồng một chút nào đâu các bác ạ. Chim thì ở trên cái mũi là có bị chây một chút ít và đang bắt đầu lành lại rồi nhé. Con này có hai tách mã trắng to, quả yểm rất chí là đen đầm, căng lên đủ lửa thì sẽ có hót mũ rất chí là tốt cho tất cả các bác luôn đấy. Một chú chim rất chí là thích hợp để cho tất cả các bác về gọt lên chơi nhé. Tại vì em nó thì rất chí là tố chất và cái chất rồng thì mê ly luôn đấy các bác ạ. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 2.000.000 nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài là tiếp tục lên được 5 con. Lúc này thì lên 5 con rồi. Giờ 5 con nữa là 10 con đấy các bác ạ. Hôm nay thì cái phí chim thì cũng rất chí là hợp lý để cho tất cả các bác gọt lên chơi nhé.
Bạn nào bạn con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khủng của bên em Tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.